Trong chủ đề này thì tôi nói về một cái nội dung rất đặc biệt mà có một bạn hỏi tôi là cái máy niệm Phật thì có dùng được không và có để trên bàn thờ gia tiên được hay không? Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu hai vấn đề. Một là cái máy niệm Phật là dùng để làm gì? Thì các bạn phải hiểu là thông thường mọi người tụng kinh hoặc là dùng máy niệm Phật thay cái việc tụng của con người là để hồi hướng công đức này, hoặc là để cho vong linh dễ siêu thoát này. Đó là lý do tại sao mà ở các cái ban thờ người mới mất, đúng không? Bàn thờ người mới mất thì thay vì trước đây là cứ phải thuê các cái đội kèn trống đến thì người ta bật cái nhạc niệm Phật. Về cơ bản thì ứng dụng được với người mới mất, bàn thờ mới mất. Và trong trường hợp nếu mà gia tiên nhà bạn, tức là ông bà hoặc là bố mẹ trước đây nhé, mà có hay đi chùa thì các bạn cũng có thể lúc thắp hương các bạn cũng có thể bật được. Tuy nhiên với cái người bình thường không đi chùa, không đến chùa, tức là người ta không có nhu cầu ý, bạn lúc thắp hương các bạn bật thì nó lại là tạo ra một cái tâm trạng không thoải mái cho vong linh và không hề tốt. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà bạn đã xem những cái clip test trước đây của tôi, các bạn sẽ hiểu ra rằng là bản thân cái bản kinh nó không có lỗi mà do cái người đọc. Nên là nếu mà tôi nói là để cái đài niệm Phật được hay không thì nó rất khó nói, vì tôi có đã đo đâu, tôi có biết là cái bản kinh đấy có thể là ok, nhưng cái giọng đọc chắc gì đã đạt yêu cầu. Giọng đọc của một vị cao tăng đắc đạo, giống xong người ta đọc ghi âm lúc người ta đang khỏe mạnh, đang trạng thái tinh thần tốt, thì cái bản kinh đấy, bản tụng đấy phát ra năng lượng rất là tốt. Còn người bình thường các bạn chỉ biết là thầy này tụng hay, thầy này tụng không hay bằng, các bạn chỉ đánh giá được thế thôi. Nhưng mà tôi đánh giá về mặt năng lượng không hay bằng, hoặc là thiếu sức sống, thiếu hơi thở, của thiếu năng lượng nên là nó âm, thì tôi phải đo, tôi không nói xuông được. Nên là trong cái clip này với cái câu hỏi của bạn như vậy thì tôi chỉ nói được hai cái vấn đề. Thứ nhất là các bạn có thể dùng được ở ban thờ người mới mất này, hoặc nếu bàn thờ ra bàn thờ Phật, nếu nhà nào làm bàn thờ Phật, hoặc nữa là bàn thờ gia tiên thì trước đấy gia tiên nhà bạn có người đi theo hay đi chùa. Nói vậy thôi nó cũng rất khó, nên là thường chỉ dùng cho bàn thờ người mới mất thôi. Còn để thay cho việc cái suốt ngày đọc thực ra thì tạo cảm giác yên tâm thôi, và cũng đỡ thay cho cái ông đội kèn trống đám ma đám tang, đúng không? Thì để cho khách quan nhất thì tôi sẽ lên mạng, tôi đặt một cái đài niệm Phật, tôi về tôi bật, tôi đo năng lượng, và sau đấy tôi cũng đặt lên bàn thờ, tôi xem như thế nào. Bàn thờ bình thường có linh và đặt cái băng niệm Phật lên lúc thắp hương xem là nó có ảnh hưởng đến đường linh hay không. Tức là chúng ta phải qua cái thực nghiệm như thế. Thì nếu mà không ảnh hưởng gì, có nghĩa là cái băng đọc trên thị trường đấy là ok. Còn nếu mà có vấn đề nó ảnh hưởng thì có nghĩa là cái băng đọc nó chưa chuẩn. Tức là tôi nói là giọng đọc chưa chuẩn nhé. Có thể là cái kinh rất là ok nhưng mà cái giọng đọc không chuẩn. Biết đâu cái giọng đọc thu âm chưa chuẩn, đúng không? Nên là trước mắt trong clip này thì tôi có thể trả lời cho bạn hai vấn đề. Một là chỉ nên đặt ở ban thờ người mới mất, còn bàn thờ gia tiên thì không nên các bạn nhé.
Còn bây giờ thì để cụ thể hơn, tôi sẽ vào mạng đặt cái đài cassette niệm Phật tôi mua về để tôi thử cho các bạn xem. Chắc là tôi vào Shopee, tôi xóa cái máy kia tôi không cài được, tôi mới phải cài sang cái máy này. Có chữ máy niệm Phật à? Máy hay là đài? Máy niệm Phật đây này các bạn. Mini nhá, tí hon, 20 bài đeo cổ, ồ rất nhiều. Thế thì làm sao biết được? Tôi chọn loại mini đây. Ồ, cái này nhưng mà vấn đề là không biết của Việt Nam hay là Trung Quốc các bạn ạ. Thế mới khó. Máy niệm Phật có hình Phật thì không được, thì có hình Phật đặt lên bàn thờ gia tiên là gia tiên sẽ không về rồi, nên là mình phải chọn cái loại không có. Ô sao toàn ở Hồ Chí Minh, tôi xem cái nào ở Hà Nội thì mình mới mua được chứ đúng không. Bộ lọc mua ở Hà Nội thôi, Hà Nội thôi, mua Hà Nội thôi, mua chỗ khác Covid trước giờ. Có cái loại rẻ rẻ 60 thì không có, mà ở đây ở Hà Nội toàn bán cái đắt 129.000 đến 199 các bạn ạ. Thì thôi, tôi vì làm mẫu cho các bạn nên tôi đành mua vậy. Tôi sẽ mua cái này. Đây có cái bài đang đọc này là hình như là tiếng Việt rồi các bạn nhé. Thì tôi sẽ mua hai loại, một loại là 89.000 là có chữ Phật đài, có chữ Phật thông dụng, và một loại mới người ta chạy bằng thẻ nhớ, và có lẽ là mua của Trung Quốc xong dán tiếng Việt vào đây, in thêm cái tiếng Việt vào là 189.000. Đấy, đầu tư để tôi mua. Còn cái có hình Phật thì các bạn đừng mua, vì có hình Phật đặt lên bàn thờ là gia tiên chắc chắn không vào được rồi. Nên là một cái có chữ Phật thông dụng này, tôi nhớ là tôi thấy mọi người hay dùng cái no no của chữ Phật này, thì tôi sẽ mua cái đấy và một cái máy niệm kinh Phật 189 nữa ở Hà Nội. Tôi mua hai cái để ở Hà Nội để có thể giao cho mình nhanh nhất các bạn nhé. Tổng là 279.000, và tôi phải chọn giao hàng giờ hành chính vì không biết là bên Shopee kết nối với một đơn vị nào, mà lần trước rất quái gở là cứ đúng 12 rưỡi trưa và gọi để lấy các bạn, đúng lúc 12 rưỡi 1 giờ lúc mình đang ngủ trưa nghỉ trưa thì họ gọi loạn lên bảo đi lấy hàng, rất là quái gở. Mà mình bảo là lúc khác buổi chiều thì họ không ra, xong lại đúng trưa hôm sau họ gọi điện. Nhưng là tôi phải chọn cái giao giờ hành chính mà. Đây, tôi đặt hai đơn. Máy tụng kinh niệm Phật hình chữ Phật 89 này, máy niệm Phật có thẻ nhớ là 185, thì chắc là để cóp vào, thử vào mạng của chị hàng xóm chị Na xem là người ta nhập về bán bao nhiêu nhé. Nian phố chi ở đây, Niên phố
có thể không phải là niệm Phật, niệm niệm kinh. Đây. À, đây là có những cái máy niệm Phật rồi máy bấm số này. Tôi xem một cái loại nào khác khác đi cho đỡ giống đúng không? Tất nhiên là mua của chị hàng xóm này thì rẻ hơn ở Việt Nam rất nhiều rồi. Cái niệm Phật của chị Na bán có 12 đồng đấy các bạn. 12 đồng cứ coi như nhân tỷ giá song sanh nhân 4 đi. 12 nhân 3,6 43 43 cộng với 30.000 tiền ship 70.000, 73.000 thôi các bạn. Cho công bằng và khách quan thì tôi mua thêm một cái máy tôi vừa đặt mua một cái máy của chị Na về rồi các bạn. Tôi mua loại đắt hơn một chút là 15 đấy. Không mua loại 12, mua loại 15. 15 cứ nhân 4 cho xong xanh đi, 60, 60 cộng ship đến tận cửa, 60 nữa 120. Đấy, tôi sẽ mua 3 cái tôi test cho các bạn xem là hai loại đang bán trên thị trường Việt Nam và một loại rẻ nhất. Cũng không phải rẻ nhất, loại vừa vừa đúng không? Mua 3 cái để test thì nó có một cái dễ kiểm chứng hơn.